Hello anh em. Thiệt chứ sáng giờ lại ngoài gốc nuôi cá bảy màu của mình nè mọi người. Tới trưa mà không hay luôn các bạn. Giờ này chắc cũng tầm khoảng 10 11 giờ rồi á. Từ sáng mà 6 giờ rưỡi mình dậy. Rồi mình đi vớt bo bo nha các bạn. Dạo gần đây thì mình có chỗ vớt bo bo cho nên là mình có thêm một món cho cá bảy màu của mình nữa. Một loại thức ăn mới nữa là bo bo ha, thường thường buổi sáng. Sáng bo bo, trưa trùng và buổi chiều thì có atomy thì mình sẽ thu hoạch atomy cho cá ăn. Đó, giảm bớt chi phí với lại muốn nâng cao chất lượng body của đàn cá lên một chút mọi người. Cho ăn atomy không thì cũng không đủ. Đây, này các bạn. Bài này thì mình mới vào tắt trong máy nè. Như ngày hôm qua mình nói với mọi người là thời tiết kém quá. Cho nên là mình dời lại tới sáng bữa nay mình mới làm. Thì mình tắt đâu tầm khoảng hồi 9 giờ, 8 giờ, 9 giờ đó. Rồi mình cho làm quen nước rồi mình mới vừa thả vô nè. Thì nước này mình có pha một chút xíu tây trang nhật nha, để dưỡng cá. Đó, tránh trường hợp bị tuột nhớt đồ, sốc nước tuột nhớt đồ các kiểu. Với lại là các bạn biết mà dạo gần đây thì cá hay bị bệnh lắm. Làm gì làm chứ ngừa bệnh trước cho chắc, do vớt ra vớt vô đồ cũng dời hồ rồi đó. Rồi cũng cá cũng dễ bị trét, rồi dễ bị cọ mình, trầy mình, rồi bệnh. Cho nên là mình mới dùng cây tra để mình ngừa bệnh. Tại sao mình dùng cây tra mà mình không dùng cái thuốc trị nấm hoặc dùng muối để mình ngừa bệnh cho cá? Mấy cái đó nó không hiệu quả. Thì câu trả lời của mình đó là một công đôi chuyện luôn mọi người. Vừa dùng thuốc để ngừa bệnh cho cá, vừa tạo màu nước cho cá đỡ trét khi mà mình dời hồ ha. Nếu mà điều kiện bình thường đó, thì mình chỉ dùng muối thôi là được. Nhưng mà trong những thời điểm phi thường thì mình phải áp dụng những biện pháp khác phi thường, đúng không? Đó, ngày hôm nay thì mình tách trống máy cho bài này, rồi mình thu hoạch cá con, rồi mình xuống hai bài cá bảy màu con cho hồ lớn, nó xuống hồ lớn cho hai bài cá con đó mọi người, mới thu lại được 4 khay nè, chưa chà nha. Nè các bạn, đây bài này mình mới vừa thả xuống nè, còn bài này mình thả xuống hôm bữa nè, nó thả xuống này cũng 2 ngày hay gì rồi. Bữa nay ngày thứ hai hay gì đó mình cũng quên, tự nhiên mình quên ngày thả bài này rồi. Còn bài này thì mình mới thả ở sáng, cá còn hơi lao nhau chút ha. Đây nè mọi người, thấy xanh không? Mình đang ấy đó, sáng này mình cho ăn rồi mình phát hiện cá không được vui, cứ bơi hơi chậm, dạng muốn lờ đờ á. Rồi mình cũng kiểm tra rồi mình dùng thuốc mình trị, mình ngừa bệnh, phòng trị bệnh luôn đó. Nè bài này mình cũng mới vô thả nè. Cá sai cái này mà không thả xuống là nuôi hoài không lớn đâu nha mọi người, chậm lớn lắm. Với lại là mình mới vừa thu hoạch được một bài phun red con rồi các bạn. Đây, ra đâu ngoài này để mình dẫn các bạn thăm bài phun red nha. Có cái ly nè, sẵn kiểm tra. Mình kiểm tra coi bộ cá phun red trống coi có gì đặc biệt ha. Coi bung đồ ngon không, bộ form đồ coi. Tại vì hôm bữa mình có kiểm tra bộ form bộ máy rồi thì mình chê bộ form bộ máy của phun red hơi vây hơi nhỏ, được cái bảng màu thôi. Nhưng mà kỳ này là mình kiểm tra luôn bộ trống nha. Đây, góc nuôi cá phía ngoài của mình nè mọi người. Coi cá con trước nha các bạn. Tại vì nè, mình cũng mới vừa tách thêm một tách đẻ thêm một máy nữa nè. Nè, bài này thì mới vừa đẻ xong. Chắc mình dưỡng máy cá máy trong đây tới chiều rồi mình sẽ thả ra. Mình sẽ thả ra hồ cá giống quá. Ha, số lượng cá con thì cũng khá. Bài này nay khay vô quá nè, ốc ăn rồi ốc đi phân quá chừng ốc. Phân ốc không. Ú ha. Đó, ngon lành. Đây, còn đây là bộ cá giống nè. Hơi chá mặt trời một chút xíu. Này mà phải được trong nhà thì các bạn sẽ thấy được bảng màu. Trước tiên cái bộ cá giống này thì mình ưng đầu tiên là bảng màu nha. Bảng form thì cá mái không được ngon. Cái này là mình nói thật, bản form cá mái không được ngon, chỉ được cái bản màu thôi, bản màu rồi đậm thôi. Để mình xem bộ trống nha. Thì bộ này là một bầy luôn á. Mình lai cận huyết, trộm đồng huyết luôn, mình lai đồng huyết luôn. Đó, ôi được các bạn. Ngon. Vây lưng tròn nha, và dựng nha. Ha, cá tơ mà vầy thì quá ngon rồi đúng không? Với lại là cá cho dí mái thì tất nhiên body với lại đuôi, vây đuôi body sai rồi sẽ bung chậm lại. Cá nào cũng vậy hết, không riêng gì về mấy dòng mà đuôi to vây to đâu nha mọi người. Mình thấy là cá bảy màu
dòng nào cũng vậy hết. Hả, cho dí máy sớm rồi là bắt đầu là bộ form sẽ bung chậm lại, hoặc là có thể là đưng luôn. Nếu mà điều kiện nuôi dưỡng không tốt là sẽ đưng luôn, không bung và xẹp luôn. Ha, bài này thì vàng body ngon nè. Đem ra đây cho mọi người thấy rõ chút nè. Hơi bị chá. Đó, thấy rõ chút chưa cho các bạn? Vàng body ngon nè, bự nè. Ha. Trùng Atomy với lại bo bo không mà không ngon nữa thôi luôn á. Vàng body trống ngon nè. Trống cơ rất là mướt. Cái cao su của mình đang ngâm sát khuẩn rồi, thành ra là mình lấy ly dễ vớt hơn nè mọi người, chứ cái này mà xô trong cao su thì nhìn đã hơn nhiều. Đó, cá trống vàng quay thì được ha, ngon lành. Thôi, bộ gen này thì cũng khá rồi đó. Nếu mà theo cái sở thích của mình, theo ý của bản thân mình đó là chấm được 7-8 điểm đó. Đó, mặc dù không phải là đẹp nhất nhưng mà vừa chơi. Nè, bày cá con là nay bắt đầu biết cá trống rồi nè mọi người. Nhắc tới cá con mới nhớ. Đây, để mình cho các bạn xem. Màu lớn kinh khủng. Này, nay bắt đầu ăn trống rồi nè. Các bạn biết bài này mình thả ra ngoài này nay chừng 2 tuần chứ gì. Đúng không mọi người? 2 tuần chứ gì. Luôn tính luôn khoảng thời điểm mà mình dưỡng cá con nữa thì bài này đâu chừng tháng đổ loại. Mà hôm nay là bắt đầu là một số nè, ăn trống rồi nè. Lên tay bơi đen là trống rồi nè. Để mình gẹo gẹo lên cho mọi người xem. Thấy không? Bạn thấy không? Đó, có ẩn trống rồi đó, bóng dáng dạng dạng trống đó. Thấy chưa? Đó, ẩn trống rồi đó. Chừng tháng tuổi. Chưa được tháng tuổi nữa. À, sẵn đây mình cũng chia sẻ với mọi người cái này luôn nè. Khi mà bạn nuôi cá bé màu mà cái nước hồ của mọi người lên đỏ vậy nè là cá con sẽ chậm lớn nha. À, cá con sẽ chậm lớn. Cá lớn form body khó lên. Ha, cái nước đỏ này là đa số là do hồ của mọi người bố trí ở vị trí là bị lạnh. Hồ cá của mọi người bị lạnh cho nên mới lên dạng tảo đỏ vậy, tảo đỏ, tảo nâu vậy. Nếu mà hồ cá của mọi người đủ ánh sáng, đủ nhiệt độ thì sẽ lên tảo xanh vậy. Nuôi cá trong tảo xanh là cá mau lớn, mà nuôi cá trong tảo nâu với tảo đỏ là cá lâu lớn nha mọi người. Mọi người để ý cái đó. Đó, thành ra là nếu mà mấy cái hồ mà lên tảo nâu, thà nước trong hoặc là tảo xanh thôi, đừng có để lên tảo nâu, đỏ đỏ, đỏ vậy. Ha, thành ra là mấy cái hồ này mình thay hoài, mình thay chừng nào mà hết, mình thay cho lọt bớt, chứ để càng ngày cá của mình sẽ bị càng rút. Ha, có thể là mình đang dự định tới cái chuyện mà chuyển hồ đó, cái này mình nói thiệt, mình đang dự định tới chuyện là chuyển hồ luôn đó. Nước lên tảo đỏ, tảo nâu cá lâu lớn lắm. Các bạn nuôi các bạn để ý đi, các bạn sẽ thấy. Đó, thà cái màu tảo lợt lợt. Tảo xanh lật lật, tảo xanh đậm lét luôn, cá vẫn mau lớn ầm ầm. Nhưng mà nước mà lên tảo đỏ rồi là bắt đầu là cá của mọi người mau lâu lớn mà thêm một phần nữa. Cá dễ bị nhát. Mình để ý mấy lần, mình nuôi cá với màu mình để ý mấy lần. Hồ cá nào mà bị lên nước đỏ 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 vậy đó. Là cá một là dễ bị nhát, lâu lớn. Hai là cá body form hoài không lên. Ít ăn do hồ cá của mọi người nhiệt độ bị lạnh. Cho nên mới lên cái trường hợp là đó. Ha, thiếu ánh sáng rồi đó. Mình đang tính tới cái chuyện bố trí hồ lại, thà cho lên tảo xanh chứ mình không khoái cái trạng mà tảo nâu vậy. Sáng giờ mình cũng tuyển cá nha, mình tuyển mình dọn cá rồi lại mình dọn hồ rồi lại để mình dành hồ lại cho mấy hồ cá con nè. Ở đây thì mình còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bày nha mọi người. Ở ngoài kia hai bày nữa là 16 bày. Đây một bày chuẩn bị đẻ nữa nè. Bé này là đẻ trong nay mai nè, 3 ngày đổ lại là có đẻ nè. Bạn thấy vàng tia cho đã chưa? Ha, dáng cũng hơi sọt nè. Ivory. Còn mấy bày này là cần phải xuống nè. Còn bày này là bày rồng đỏ mình mới vừa vớt ra. Vớt ra và mình đang dưỡng. Ui, có cá con luôn nè mọi người ơi. Nhức đầu thiệt chứ. Thiệt. Mình nói hôm bữa mình nói với mọi người đó, thu hoạch cá rồi. Rồi ấy luôn mọi người. Bữa mình có nói với các bạn đó, bạn nhớ không?
Bầy cá mà có ba bé mái rồi mình thu hoạch được ha, một bầy con rồi ấy nữa, rồi mái mái này là chắc mái kia đẻ nữa rồi đó. Ôi cá con quá chừng, vớt da để trong đây. Hồ này hơi tối chút, hồ này hơi tối, hơi hơi khó thấy nha. Nè đây còn bé nè, số lượng cũng ít thôi. Ui à, ra giờ là phải đi, phải mò rồi, coi có thường thường các con mới đẻ thường hay giạt vô gốc lắm các bạn, bạn để ý nha, các con mới đẻ là thường hay giạt vô gốc hồ trốn lắm. Nè, bạn thấy không, một bé nữa nè, với lại là mình để ý là hay gom lên ngay chỗ cái máng ăn nó nằm chỗ đó trốn được. Nè đây hai bé nó nè mọi người, chắc bạn không thấy đâu đâu, bị chá ánh sáng rồi nè.